Trời nóng quá ông Hì. Bà nhìn cái gì đây? Thèm không ạ? Thèm cái gì mà thèm? Thôi, trời không cho thì thôi. Ước gì mà có cái bánh Doraemon ăn vào mà mọi điều ước thành sự thật đó ông Hì. Này, bánh thì có bánh đây. Bánh thần kỳ. Bánh bông lan. Thôi ăn tí đi cho đỡ đói. Không ăn nổi không ạ? Cầm ăn đi, ăn chút xíu thôi cũng được, đâu cần phải ăn hết đâu. Ôi trời ơi, bà ăn nhiều thế. Có thai phải xanh tươi. Anh sẽ đưa em đi shopping cho em xinh tươi. Thích không? Thích. Đi nào. Thế tâm hồn vừa đi đâu đấy? Vừa mới mơ. Ôi rồi ôi, mơ mà như động kinh nhỉ. Mơ gì đấy? Mơ ngày xưa bọn mình có bầu. À, mơ thời trẻ có bầu rồi làm gì? Xinh lắm. Thì đấy, có bầu rồi tung tăng rồi xinh xắn lắm à. Ai cũng nghĩ là có bầu là xấu đấy. Nhưng không, mang bầu vẫn xinh. Đúng là cả hai đứa là không có ai có khả năng mang bầu. Thì Giang rất là thích cái câu chuyện của đội mình, nó dễ thương và nó cũng truyền tải được cái sự thiệt của hai đứa. Xin cảm ơn. Nói mang bầu vẫn xinh nhưng mà có vẻ nói hơi gượng ép, bởi vì trong lúc đó là bụng đang đau vì em bé đạp rồi quý vị ạ. Và để cho tất cả quý vị các anh chị phóng viên báo chí có thể thể hiện được tình cảm của mình dành cho các cặp đôi, thì ở trên tay phải lên ngay lúc này là phiếu với 9 trên 52 lá phiếu thuộc về Trường Giang và Hương Giang. Ôi may quá. Vậy thì bây giờ cuộc chiến chỉ còn lại giữa team Kỳ Vĩ và gia đình Việt Hàn mà thôi. Xếp ở vị trí thứ hai chính là đội nhận được 32 trên 52 phiếu. Không biết là đội nào tự tin là mình sẽ giành chiến thắng nhỉ? Đây. Sau khi xem clip thì thấy luôn vào ngay ạ. Vâng ạ. Và chúng ta sẽ cùng công bố đội giành chiến thắng trong phần thử thách MV với 32 trên 52% phiếu bình chọn từ các anh chị phóng viên báo chí. Đó chính là team Trấn Thành và Hari Won, gia đình Việt Hàn. Thành Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với tập tiếp theo của chương trình Khi Đàn Ông Mang Bầu. Thử thách trong tập này sẽ là những thử thách liên quan tới một lĩnh vực vô cùng quan trọng, đó chính là phòng cháy và chữa cháy, với mong muốn khuyến khích những người dân đặc biệt là những khán giả đang xem truyền hình, chúng ta phải biết những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy. Được sự cho phép của Sở Cứu hỏa Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay thì các nghệ sĩ của chúng ta sẽ cùng học tập những kiến thức cơ bản. Bên cạnh đó là trải qua những tình huống giả định dành cho tất cả mọi người và dành cho cả các bà bầu. Chúng ta phải di chuyển ra sao, như thế nào. Và đó là lý do hôm nay thì các đội đều phải bỏ trứng vào trong bụng bầu của mình hết. Vị giám khảo đặc biệt chấm các vị trí nhất, nhì, ba. Đó chính là Đại úy Nguyễn Chí Thành, Phó đội trưởng đội cứu nạn cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh. Đa phần là con người chúng ta tử nạn là do là khí độc. Vòng vòng khoảng 20 giây thôi thì khí độc là nó sẽ giết chúng ta. Khi có khói là chúng ta phải cúi thấp người, thậm chí là chúng ta bò sát đất. Thì tính từ mặt sàn tính lên là khoảng 20 cm. Và kỹ năng thứ hai là chúng ta phải men theo tường. Trong đám cháy khói rất là đen, cho nên chúng ta phải men theo tường để nó dẫn chúng ta ra được cửa để chúng ta sống. Kỹ năng thứ ba khi cháy là chúng ta phải tận dụng một số cái phương tiện có trong phòng. Khăn, khẩu trang, quần áo, thậm chí là nồi dẻ. Chúng ta nhúng nước để chúng ta trùm qua mũi, qua miệng chúng ta để lược bớt khí độc. Kỹ năng tiếp theo là chúng ta phải luôn luôn nhớ, phải chú ý cái chìa khóa để đâu. Khi mình đến cái cửa thì cái tay cầm của nó bằng kim loại, nó thông với nhau. Mình dùng cái mu bàn tay mình sờ mà nó phỏng tay mình và mình nhìn thấy khói nó lùa vào là mình biết là cháy rất là lớn. Và mình mở ra là mình có thể là tử vong ngay. Rồi khi mình mở cửa được là mình phải mở từ từ, mình né mặt về một bên, ngồi xuống ở dưới tay cầm, sau đó ra được mình đóng cửa lại để nhốt lửa phía trong. Duyên cũng đã tìm hiểu về những cái kiến thức để phòng cháy chữa cháy, nhưng mà thực sự ngày hôm nay thì mình mới được chứng kiến và mình được thực hành một cách rất là thực tế. Không có cái kiến thức nào mà Giang biết trong ngày hôm nay cả. Mình cũng có biết, tuy nhiên là biết không có sâu sắc và nó thật ra luôn là chưa để tâm vào điều đó. Em thú thật là em không có một kiến thức kỹ năng gì về phòng cháy chữa cháy hết. Đó là một thiếu sót khủng khiếp. Anh ơi, em có câu hỏi là ví dụ như mình ở trong một cái chung cư đúng không? Và nó bị cháy từ cái tầng thấp. Dạ. Và mình ở một cái tầng rất cao thì mình nên chạy ra hay mình nên cố thủ ạ? Cái này là qua cái vụ cháy Carina ở phường 16 quận 8 làm chết là 13 người. Thì là 11 người chết trong cầu thang bộ. Thì người dân mình cứ giống như mình hướng dẫn là chạy vào hang bộ là đúng, nhưng mà do nó bị nhiễm khói, người dân mình nó tự mở cửa, người ta mở là người ta chèn cục gạch, là khi nó cháy khói á, nó heo cái hang bộ này nó lên. Thì khi có cháy trên cao, dưới thấp, mình cứ mạnh dạn chạy vào cầu hang bộ. Cầu hang bộ này là nó được làm bằng những cái cửa này chống cháy và rất là khó cháy. Thì khi mình chạy được vào cầu hang bộ này rất là an toàn. Sau ngày hôm nay mình mới biết rằng là hóa ra là an toàn nhất là chui vào thang thoát hiểm. Thế mà lại mở ra để cái khói nó vô cái thang thoát hiểm thì có phải chết chùm hết không? Vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ để trường hợp đấy xảy ra. Bằng cách là mình nói cái hiểu biết cho tất cả những người không hiểu biết. Đúng rồi. Khi đàn ông mang bầu. Khi đàn ông mang bầu. Cái bình chữa cháy này thực ra là nó là kỹ năng sống rất là hay. Mỗi gia đình phải sử dụng một cái. Ngoài chữa cháy ra nó còn công dụng để đập vỡ công trình được. Cái thứ ba là dùng để tự vệ chính đáng được trong điều kiện mình bị tấn công. Cách sử dụng như sau rất là đơn giản. Khi có cháy chúng ta xách gần đến cháy khoảng 1 mét, để bình giữa hai chân làm rất là nhanh. Tay trái giữ cổ bình nha, tay phải đút vào cái lỗ này, bật ra liền. Bước thứ hai bật cái vòi này lên. Bước thứ ba là xách cái bình này lên. Rồi tay còn lại bỡ đít bình, làm cái bình nằm ngang để lên đùi. Rồi chờ người về phía trước tôi thấy vững nè, né mặt về bên và bóp. Đơn giản chưa? Nhà Giang là lúc nào cũng dùng bếp điện hết. Tại vì Giang rất là sợ bếp ga. Với Giang nhìn thấy cái bếp ga thì là Giang cũng đang nghĩ nó có thể dễ nổ rồi. Chúng ta xem nha. Rồi xì ga ra luôn nha. Ôi dồi ôi, chết, sợ quá. Ôi trời, má ơi, cái gì vậy trời. Thấy ông thầy ông biểu diễn trời, ông để ngay cái mỏ ga. Đó là có hết hồn. Còn bình ga này nó nổ thì chẳng qua là mình đi vắng nhà, cái ga này nó xì ra môi trường bên ngoài, tức là đầy trong nhà mình hết. Khi mình đi làm về mình vô tình bật cầu dao điện hay là bật cục quẹt hút thuốc tạo tia lửa, nó sẽ nổ, gọi là nổ hỗn hợp khí ga, chứ bình ga không bao giờ nổ. Chúng ta phải hiểu như thế. Quý vị, ngày hôm nay lần đầu tiên tôi mới biết được cái chuyện là bình ga không bao giờ có thể tự nổ được. Như vậy cái bình ga nhỏ nó có nổ không? Đúng rồi, cái bình ga nhỏ là chắc chắn nó nổ. Bình ga mini cháy là do người dùng chứ không phải là do sản xuất, bởi vì bình ga mini là chỉ được dùng một lần. Đúng rồi, chính xác. Cái bình ga mini trên thế giới vậy luôn, là xài một lần mà bỏ. Nhưng Việt Nam mình, nhưng mà người ta làm lậu. Chết thôi, cho nên là rất là nguy hiểm. Cho nên mình nhớ ăn lẩu là không có ăn bình ga mini, tẩy chay liền. Còn cồn nước là tẩy chay luôn, xài cồn khô thôi. Đi một ngày đàn học một sàn khôn là đúng luôn. Ngày hôm nay em học, em mở ra một bầu trời khôn ngoan, mở mang tầm nhìn kiến thức rất là nhiều luôn. Thật ra là mình không biết, mình sợ. Thật ra mình biết thì nó rất an toàn. Đầu giỏi nha, 1, 2, 3. Phá ra. Nhớ nha, chứ không phải xịt tắt xong rồi bỏ đi luôn, là nó sẽ cháy rất nguy hiểm. Ok. Chú tôi mua liền quý vị, bình chữa cháy ha, thầy dặn làm bể một bình, phòng ngủ nè, phòng ngủ nè, phòng khách nè, rồi phòng bếp, ba cái toilet luôn. Nhiều khi đang đi cầu tự nhiên cái nó cháy ở ngoài kia mà mở không ra được, em hiểu không? Mà cháy ngay phòng khách mình, em hiểu nói không, đúng không? Rồi Trấn Thành làm trước luôn. Ok, bắt tay cái, động viên. Ok. U cha mẹ ơi. Rồi phát. Ok, bắt tay. Wow, ok. Rồi, ba, xịt mình sẽ cháy luôn. Xịt nữa hả? Dạ, ok. Rồi, Trấn Thành vô. Rồi, phá ra. Ok. Cảm ơn anh. Rồi. Chồng ơi, bể trứng. Cẩn thận dùm em cái. Giỏi quá ta. Mình phá cái khăn cho quen. Em được. Rồi. Phá nhanh. Đúng rồi, phá nhanh. Úp. Phá nhanh. Nhanh. Rồi. Úp mạnh lên. Rồi, phá ra. Ôi trời ơi. Chết ông phòng giặt. Xem với thầy rồi. Rồi, khi tập xong là chúng ta không được bắn vào người khác, phải chuối cái vòi này xuống. Thầy xem bị trúng hàng ban quyền. Trời ơi. Hôm nay học được rất nhiều điều. Mà nói thiệt quý vị là nếu như không có ngày hôm nay, tôi tin chắc là cả đời vợ chồng tôi cũng không bao giờ tới một cái lớp nào để học bằng cái điều này. Thật sự là mình chắc chắn đúng. Khi mà học rồi tôi mới phát hiện ra một điều là thầy dạy là như vậy phải không? Trên mạng đầy đúng không? Thiếu gì. Nói dễ lắm, làm thử đi biết. Trời ơi. Chúng ta sẽ thòng hai cái đầu dây qua một cái lan can như thế này. Thì khi nó xuống thì một đầu đi xuống, một đầu nó chạy lên. Nó xuống kiểu ròng rọc. Và lực nặng của mình ví dụ 100 kg thì nó dồn cả ở trên cái công trình phía trên, cho nên người già, phụ nữ mang thai, trẻ em xuống được. Cách cột như sau. Nếu mình đo khoảng là từ 2 vai ra hết một cánh tay là dao động từ 1m đến 1m2. Sau đó mình vẽ cúp lên. Sau đó là mình sẽ phá lại, rút chữ O. Lần thứ nhất rất là đơn giản. Rồi rút thứ hai là mình phá cái đầu này lại. Ít nhất là 2 rút như thế này. Rồi xong thì nó sẽ có cái hình như này, 2 đầu cũng được. Rồi, ta thử nha. Rồi mình đưa 2 chân vào cái vòng dây này. Chân thứ nhất, chân thứ hai. Bây giờ là em làm tay trái trước nha. Thuận tay trái, nắm tay trái trên đầu. Tay phải nắm trên đầu luôn. Rồi đu ra nè. Không dùng lực gì hết. Mình hít thở sâu vô, không có gồng. Rồi nắm 2 tay. Mắt nhìn ở trên. Rồi khi xuống chuyển tay thuận xuống ngang càm. Nắm chắc. Đồng thời mở nhẹ tay trên ra, giữ nguyên ở tư thế thủ, được chưa? Rồi tay dưới đẩy từ từ lên qua khỏi đầu. 1, thẳng tay luôn. 2 giây song song, chuyển tay như cũ. 2, thẳng tay. Tiếp tục chuyển. Thẳng tay. Đang tuột vợ gọi nghe luôn. Alo, alo. Mở tay trên, tay dưới đẩy qua khỏi đầu. 3, nó sẽ men vào tường, nó ma sát vào tường, không sao hết. 4, thẳng tay. Rồi tiếp tục, ngang càm, ở tay trên, đẩy. 5. Mà người lúc nào phải giữ thẳng không anh? Dạ đúng rồi, mắt nhìn lên trên. Nhìn vào tay chứ đừng nhìn xuống đất, nhìn xuống đất là mình bị choáng. Thật ra cái dây này là leo lên từng tầng được luôn. Rồi sau khi xuống tầng dưới, mình có thể rút dây và xuống tầng tiếp theo. Cái này là kỹ năng sống là thực tế tại hiện trường. Tiếp theo sẽ là bài kiểm tra tổng hợp dành cho các đội chơi với những kiến thức họ đã được học về kỹ năng thoát hiểm. Chúng ta sẽ có phần lựa chọn những vật dụng khi xảy ra tình huống hỏa hoạn. Sau đó, các cặp gia đình từng người một bò qua chướng ngại vật của chúng ta, rồi đến với khu vực bình ga, tắt bình ga, mở cửa. Sau đó chúng tôi sẽ có đeo đai bảo vệ và các bạn sẽ chạy lên tầng 2 rồi sau đó đu người xuống. Đu xuống chạm chân vào đệm thì đập tay cho người thứ hai. Người thứ hai sẽ bắt đầu di chuyển và làm giống như người thứ nhất. Hãy cùng dành một tràng pháo tay để động viên họ. bò rất nhanh. Tuyệt vời. Bắt đầu. Cố lên. Có 2 giây, anh cái có 1 giây. Anh không cầm đít hả? Không bợ đít hả? Cố lên, từ từ thôi. Nhớ tay trái thẳng nha. Rất đơn giản. Tay, hai tay. Ok, rồi túm 2 giây vô đi. Túm 2 giây vô, đưa chân vô trước. Hai. Tay nào cũng được mày. Sao không tay? Ô, ô. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Đẩy tay trái thẳng lên. Đẩy tay trái thẳng lên. Dây sao ta? Tay phải đẩy vào phải đầu. Nắm tay trái nè, đẩy lên. Rồi. Hãy lưu ý là chúng ta vẫn đang mang bầu. Làm gì thì làm, phải giữ gìn, đặc biệt là những quả trứng. Điều của chân nha, theo vô chân cái điều. Thẳng chân ra. Rồi, thẳng dây. Rồi, ok. Thẳng tay, hết tay luôn. Ok, quá đẹp. Không, chúng ta cái sai không? Ok, quá đẹp. Tuyệt vời. Rồi. Ok. Rồi. Yeah. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Ấy, ấy, quá chuyên nghiệp luôn. Men sát vào bờ tường, thành hoàn toàn chính xác. Đi luôn, đi luôn. Lửa đang cháy kìa. Được rồi. Men, men, ấy. Như ninja. Rất đúng kỹ thuật. Cẩn thận. Hãy lưu ý là các bạn vẫn đang mang bầu. Ok, ok. Ok. Wow, tuyệt vời. Giỏi quá chồng ơi. Rất nhanh, rất gọn gàng, rất nhanh, rất gọn gàng. Đập tay nào. Rồi, bình tĩnh. Chốt chưa? Bên này bên À, ok, rồi, phá ra. Vô cái cục đen, vô cái cục màu đen. Nhẹ nhàng thôi, thoải mái, an toàn cho nó. Đúng rồi, heo giỏi. Để chân vô, chân kia đúng là kéo căng dây ra. Rồi đá luôn, thoải mái, thẳng người lên, để tay kia thẳng lên. Đúng, thẳng lên luôn, qua đầu luôn, thẳng, đúng rồi. Thoải mái. Thank you baby. Gotcha. Thả nhanh hơn nếu được. Thoải mái nha cưng. Sắp được rồi, còn chút xíu nữa em chạm đất nữa rồi. Giỏi. Ok. Dừng thời gian. Rồi, ok. Khi đàn ông mang bầu. Khi đàn ông mang bầu. Ngay sau đây, ba đội chơi sẽ bước vào thử thách giải quyết tình huống khẩn cấp khi có cháy. Bằng việc áp dụng những kiến thức đã học, các đội chơi sẽ phải thoát thân khỏi đám cháy. Cùng với đó, họ phải cứu được tất cả nạn nhân trong vùng cháy và đưa đến nơi an toàn. Phần thi đầu tiên sẽ là gia đình Việt Hàn Trấn Thành Hari Won. Cùng chờ xem họ sẽ cùng nhau vượt qua tình huống khẩn cấp này như thế nào.